Vâng, xin được kính chào tất cả anh em audio trên toàn quốc. Cao Hiền xin được trở lại cùng tất cả anh em chúng ta một cái video tiếp theo anh em. Đây, giới thiệu đến anh em nó là một cái dòng micro Davon 9797 thưa các bác. Đây, cho các bác xem này, mặt mũi nó rất là hiện đại, đấy, khác hoàn toàn so với những dòng micro Davon mà các bác đã từng được gặp đúng không ạ? Đầu thu trông rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, bởi vì nó chính là micro chuyên nghiệp luôn anh em nhé. Đây, cho các bác xem qua về cái hình ảnh của cái đầu thu trước. Hình ảnh của đầu thu trước, đây em bỏ tạm biệt xuống đây. Ok à. Ở chỗ cái phím setup này nó có một cái hệ thống đèn phát quang anh em nha. Đây, một cái màn hình LCD rất là lớn. Đấy, nó là một micro chuyên nghiệp. Đây nha. Đấy, đây chính là cái mắt hồng ngoại. Đây là hai cái nút volume to nhỏ. Đây là nút on off. Đây là tai mắt tủ. Còn đây, cho các bác xem này, riêng đối với cái dòng micro Davon 9797 nó khác hoàn toàn so với tất cả các dòng, mà nó cũng là một cái dòng mic hay, mic đắt tiền. Đấy, cho nên là ở Việt Nam thì các bác có thể mua được mic mới. Đấy, nhưng mà mic mới người ta không đưa giá công khai bởi vì dòng này nó đắt tiền anh em nhé. Đấy, dòng này nó rất là đắt tiền. Đây, và khi mà các bác chưa sạc pin, đấy, chưa sạc pin, đấy, thì nó sẽ báo cái đèn đỏ như thế này. Đấy, để báo đèn đỏ như này. Còn khi nào mà các bác sạc pin, pin nó đầy rồi đúng không? Đây các bác nhìn này, pin đầy rồi thì cái đèn này nó sẽ sáng hẳn lên so với cái hai cái này. Còn bây giờ lại em bỏ ra nhá, bỏ ra cho các bác xem này. Đấy, ở trong đầu thu này hiện tại bây giờ đang có 4 quả pin bãi em sạc trong cái đầu thu này. Khi nào mình bỏ ra cái đèn này nó tối, còn khi nào ấn vào này, đấy, ấn vào đấy thì nó nhận pin này. Đấy, nó nhận pin là nó sẽ nháy như thế này đây anh em. Đấy, còn khi nào sạc đây đấy thì nó sẽ không nháy nữa, và nó tích hợp cái công nghệ sạc siêu nhanh. Đấy, sạc siêu nhanh auto tự động toàn phần nằm ở trên cái đầu thu Davon này luôn. Đấy, cho các bác xem nhá, thật sự là kỹ lưỡng. Đấy, đầu thu rất là đẹp. Đấy, và bây giờ thì em sẽ đi phân tích kỹ về cái thông số của con micro Davon này sẽ để cho anh em chúng ta cùng được biết. Đấy, đối với công nghệ ACT thì các bác phải biết đây chính là một cái công nghệ tiên tiến nhất hiện tại trên thế giới, mà tất cả những cái dòng micro hiện đại cho đến những dòng micro đắt tiền đang được áp dụng. Đấy, ngoài ra thì cái khả năng chống nhiễu của dòng micro Davon này nó rất là tốt luôn anh em, nó khử nhiễu gần như là toàn phần luôn. Cho nên là đối với những cái dòng micro Davon 9797 này hoặc là dòng 9898 thì nó đã đạt đến khả năng chống nhiễu rất là cao. Đấy, với cái phạm vi phủ sóng rộng và công nghệ tổng hợp tần số cho anh em chúng ta, với khả năng khi mà các bác dùng gia đình thì em không nói rồi, dùng gia đình thì quá là ok. Đấy, còn khi các bác đi làm sự kiện thì đây chính là một cái loại micro nó sử dụng hệ thống vòng. Đấy, độ phủ cao, khi các bác sử dụng ở những không gian nó bị cách đấy, thì cái sóng của nó sẽ bị nó tự động đấy, luồn lách nó đi theo một chiều hướng khác để nó đến với cái tai mic. Đấy chính là công nghệ sóng vòng anh em nhé. Riêng đối với dòng micro 9797 này đấy, hiện tại bây giờ nó đang sử dụng một cái dòng côn cát Roy. Đấy, côn cát Roy nó đang sử dụng cho rộng rãi rất nhiều những dòng micro đấy, mà các bác quen thuộc nhất, hàng ngày hay gặp nhất ở trên cái dòng micro Zilaka anh em nhá. Dòng Zilaka, và đây cũng chính là một dòng côn của Zilaka, đây cho các bác xem. Đấy, côn này của nó là côn zin lưới của Zilaka luôn anh em nhá. Đấy, côn này của nó là côn zin nguyên bản 100%. Nếu các bác phát hiện mất cái côn này của nó thì xem như là cái bộ micro này bỏ đi rồi. Đấy, bởi vì nó phải có cái côn này thì micro này tiếng nó mới hay. Đó, tất cả các chức năng ở trên con micro 9797 ACT này, đây cho bác này, mã ACT nhá. Đấy, thì các bác phải nên nhớ rằng là nó đạt cái hiệu suất cực cao đối với tất cả các bác chúng ta sử dụng gia đình đấy, hay là sử dụng sự kiện. Bởi vì cái dòng micro này nó không thiên về cái giọng hát nào anh em nhá, cái dòng nào đấy, chất giọng nào và ai hát yếu hát khỏe như thế nào thì cái dòng micro này nó đều đáp ứng được hết. Đấy, bởi vì nó là một dòng micro chuyên nghiệp cho nên tất cả các bác chúng ta sử dụng gia đình hay là chúng ta đi làm show, làm sự kiện đều được hết. Đấy, anh em yên tâm ở chỗ đấy. Cao Hiền nói là nó là sự thật chứ không phải là bảo là cái này của nó là hay lắm hay vừa. Đấy, hoàn toàn không phải. Đấy, quan trọng nhất là với mức giá rất là ít. Đấy, thì tất cả các bác chúng ta thích xem video. Đấy, xem video của Cao Hiền, các bác đừng bao giờ tua video, bởi vì Cao Hiền sẽ giới thiệu cặn kẽ để các bác biết rồi các bác hãng chốt. Đấy, mà trong quá trình xem video thì các bác đừng quên đăng ký kênh giúp em Hiền. Và các bác giúp em Hiền một việc, đó là like cái video các bác đang xem.
Và các bác nhớ bật chuông để theo dõi những video mới nhất mà Cao Hiền chuẩn bị ra, đúng không? Và bây giờ thì em sẽ đi chi tiết về cái dòng micro ACT 9797 này cho anh em xem nhé. Hiện tại dòng micro 9797 này thì các bác có thể mua mới được. Đấy, mua hàng nhập khẩu chính hãng được. Đấy, nhưng giá nó rất đắt. Cho nên một số đơn vị người ta có bán nhưng người ta không để giá công khai đâu. Đấy, mà người ta sẽ để giá bằng số điện thoại. Các bác quan tâm đến độ hay, độ chuẩn của nó thì các bác vui lòng gọi. Đấy, và với mức giá Cao Hiền đã khảo sát từ 8 đấy cho đến 10 triệu, thậm chí là 11 triệu một bộ micro ACT 9797 như thế này. Đấy. Rất là đắt tiền. Đây cho các bác xem nhá, côn của nó đây. Đấy. Còn bây giờ em tháo cho anh chị em xem nhá. Cái lồng pin của nó khác hoàn toàn so với những lồng pin của những dòng micro khác. Đây. Cho các bác xem đây. Đấy, cái lồng pin của nó rất là dài. Mà dòng này của nó là dòng đuôi chuột nhá. Đuôi chuột nó là hỗ trợ sóng xa. Đấy. Khi mà các bác bỏ vào như này thì nó pin nó rất là chắc luôn. Đấy, pin rất chắc. Đấy. Và ở trên tai mic này có hệ thống set đấy, đa chiều, tức là các bác có thể cài đặt được cả ở trên cái micro này. Đấy, em vừa bốc hàng xong này, tay nó hơi bẩn một chút, các bác thông cảm. Đấy. Và ngoài ra thì nó có cả cái nút gạt hit low mà các bác đang phân tích ở trên mạng đấy. Đấy, tức là chế độ hit low, đấy, sóng xa, sóng gần hay là chế độ bát dày, bát mỏng ấy. Đấy, các bác cứ tự tìm hiểu về cái này. Đấy, em không nói cụ thể về cái hit low nhá. Đấy, và các bác có thể là cài đặt này, toàn bộ ở trên cái tai mic này luôn, hệ thống setup đa chiều. Đấy. Ngoài ra thì ở trên cái tay này của nó là có một cái hệ thống gương phản 3D. Đấy, nếu như mà camera thì các bác có ánh sáng phản vào thì các bác có thể nhìn thấy cái màn hình đây. Nhưng nếu mà để mà nói cầm bình thường như này thì các bác khó nhận biết được cái đâu là nó màn hình của cái tai mic. Đấy. Thì đây các bác nhá, đây là chiếc màn hình của nó. Đấy, còn đây là nút nguồn của nó đây. Đây anh em nhá, tất cả các tai mic em đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Cực kỳ đẹp. Đấy, sạch sẽ để cho các bác sử dụng thì bao giờ tay chân nó phải đẹp như thế này, em dọn dẹp không còn cái gì để mà nói nữa. Đấy, và em đã bó sẵn. Lô này của nó em chỉ có 25 bộ thôi. Anh em thợ ai thích thì vẫn lấy được bình thường. Còn với mức giá công khai, em nói trước cho các bác để các bác tiện theo dõi. Các bác dùng gia đình hay chơi sự kiện đều ok. Nhưng với mức giá hiện tại, đấy, dòng 9393, đấy là dòng cận kề với 9797 này và 9898 này. Đấy, thì là anh em đang bán với mức giá 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi một bộ. Nhưng mà dòng 9797 này thì em sẽ bán cho anh em với mức giá 2 triệu, bao ship đầy đủ tất cả các loại phụ kiện, nguồn, dây lai, chống lăn đầy đủ. Và em kỷ niệm cho anh em 4 cục pin sạc. Đây, 4 cục pin sạc về anh em sạc vào dùng cả đời, không bao giờ cần phải mua pin. Em nói cả đời hơi quá anh em nhá, 1 năm, 2 năm không phải mua pin. Và nếu như mà chẳng hạn mà mai kia pin nó kém, các bác chỉ cần mua một bộ pin các bác bỏ vào và các bác sạc này. Cái này của nó là nút ấn ra ấn vào rất là dễ anh em nhá. Nó không như dòng BBS, BBS em cũng rất là vất vả ở chỗ là cái nút ấn nó rất là kẹt. Đấy. Nó rất là cứng. Đấy, nhưng mà cứng hay không cứng thì nó vẫn bình thường anh em nhá. Đấy, cho anh em xem thôi. Chứ không để bảo là bán BBS thì lại đi nói xấu BBS là không phải. Đấy. Còn đây, cho các bác xem nhá. Nó có ba loại chui khác nhau. Một loại là chui này, một loại của nó là chui này và một loại của nó là chui này. Đấy, khi em gửi hàng thì các bác vui lòng nhận hộ em không biết em phân biệt cái chui nào để gửi cho anh em cả. Đấy. Đây. Tay của nó như nhau. Đấy, tất cả ruột gan như nhau, đầu thu như nhau, khác mỗi cái chui thôi. Đấy, bởi vì ba cái này của nó là gen vặn được cho nhau mà. Đấy, cho nên khi em gửi đến thì các bác vui lòng nhận hộ em. Đấy, không cần biết cái chui nào. Cứ miễn làm sao test ok, ngon lành cành đào là em gửi. Đấy. Còn tiếp theo, em cũng xin phép là tiếp tục đấy, xả cho anh em cái dòng micro này BBS đấy 228. Đấy, hôm vừa rồi thì em có mấy chục bộ em xả gần hết rồi. Đấy, nhưng mà rất nhiều bác muốn đặt cái dòng micro BBS 228 này. Đấy, nhưng mà lý do vì dịch cho nên là em không thể gửi hết được cho các bác. Đấy, còn cứ tầm khoảng 15 bộ. Đấy, còn cứ khoảng 15 bộ BBS 228 hàng xịn anh em nhá. Đấy, em thanh lý cho anh em với mức giá là 500.000 một tay, một đầu. Đấy, có đủ phụ kiện, đấy, không thiếu gì. Đấy, tay chân sạch sẽ, đây côn của nó đây. Đấy, côn xịn của BBS đây. Đấy, tất cả ruột gan không có sửa chữa gì anh em nhá. Côn xịn đây. Đấy. Tay chân nói chung là sạch sẽ. Anh em về chỉ dùng thôi. Đấy. Ok nhá, 500.000 một bộ. Đấy, hôm trước em thanh lý 550, bây giờ em thanh lý tiếp tục, thanh lý còn 500.000. Đấy. Còn bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh em xem về cái chất lượng âm thanh của dòng micro này, xem có thích hợp để cho các đại gia ít tiền
Đấy, sử dụng bộ micro với mức giá 2 triệu này có hay không nhá. Đây nhá. Đấy, có nút nguồn của nó đây. Nó sẽ có một cái đèn đỏ báo hiệu đây, còn màn hình đây. Đấy, khi nào có màn hình sáng các bác nhận biết rất dễ, nhưng mà nếu mà về bình thường nó có cái kính 3D đây này, anh em chúng ta nhìn nó rất là khó. Đấy. Rất khó nhận diện. Đấy, cho nên nó có một cái điểm đặc biệt đấy, nhưng mà khi màn hình sáng lên rồi, ok, chấp nhận là cái màn hình nó nằm ở vị trí đắc địa luôn anh em. Đây. Và em cũng luôn luôn tự hào là em chỉ sử dụng duy nhất một con vang số có 700.000 thôi. Đấy, một con vang bình dân. Đấy, mà tại sao em có thể là em để một cái mức âm thanh rất lớn. Đây, alo thử nhá. 6, 7. Đấy, bát nó cực dày luôn. Anh em ai có tai nghe xịn đeo vào mà thử. Đấy, đây nhá. Sử dụng một cặp loa 40. Đấy, check kèn, công suất của nó cực kỳ khủng luôn. Mà em đang để với một cái mức âm thanh cực kỳ lớn. Tại sao? Đấy, bộ micro này có thể là cũng chống đối được trước cái cặp loa này. Không có một vấn đề gì luôn anh em. Đây này, em gõ nhẹ thôi nhá. Đấy, anh em nghe nhá. Đấy, anh em nghe nhá. Đấy, nằm trước loa này. Đây, anh em xem hộ em hiền cái. Lý do tại sao mà cái tai mic này của nó là với một cái tầm cự ly này. Đấy, chỉ tầm khoảng 50, 70, thậm chí là chỉ xa 1 mét thôi so với loa mà em hiền làm được về này. Bây giờ alo thử nhá, anh em nghe thử tiếng nhá. 6, 7, 8, 9, 10. Em bị viêm họng anh em nhá, thông cảm và giúp em hiền tí. 6, 7. 1, 2, 3, 4. Đủ hết tất cả các dài luôn anh em. 1, 2, 6, 7, 7. 6, 2, 6. Đấy, các bác xem nhá. Đấy, và các bác ai có nhu cầu mua bộ micro này, dùng gia đình thì nó là gọi là hết thuốc rồi anh em. Đấy, dùng gia đình thì hết thuốc rồi. Đấy, còn ở ngoài thị trường thì chấp nhận luôn các bác là các bác muốn tìm bộ này không có nhá. Đấy, lý do tại sao Cao Hiền này bảo là không có mà thật sự là rất hiếm. Đấy, ở Việt Nam các bác muốn tìm được cái dòng này của nó là không có đâu. Đấy. Rồi, ok. Các bác nhớ xem video xong thì đăng ký kênh giúp em Hiền nhé. Đấy, ấn like video và các bác bật chuông. Đây là một cái nguồn động lực cũng rất là lớn để Cao Hiền cố gắng và cố gắng hơn nữa, phục vụ các bác được tận tình hơn nữa. Vâng, và một lần nữa thì tất cả các bác chúng ta lưu ý, riêng lô này nó chỉ có 25 bộ thôi mà Cao Hiền đã test đánh dấu đánh số hết rồi, kiểm tra rất là kỹ lưỡng, tay chân sạch sẽ như nhau. Đấy, đẹp như nhau. Đấy, với mức giá 2 triệu đồng. Đấy, bao ship về tận nhà cho anh em luôn. Còn micro BBS này em xin phép xả cho anh em 500.000 đồng một bộ, nhưng mà chỉ có một tay thôi anh em nhá. Còn bộ này của nó là hai tay, em bán 1,2 triệu, như hôm vừa rồi em xả cho anh em 1 triệu. Ok. Một lần nữa thì các bác chúng ta nhớ đăng ký video để ủng hộ em Hiền nhá. Xin được kính chào, hẹn gặp lại các bác trong chương trình lần sau.